Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay trong chương trình Gia đình vui vẻ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với gia đình anh Trường, chị Hằng cùng hai bé, bé Trân và bé Hy. Xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của Tây Nguyên. Đó. Và khi nhắc tới Tây Nguyên thì anh chị nghĩ ngay tới điều gì? Nhà rồng. Nhà rồng, đúng rồi. Còn anh? Mình ấn tượng với những cái bộ đồ dân tộc. Bộ đồ dân tộc. Bây giờ chú hỏi chị Hai ha. Bé Trân đã từng thấy những đồ dùng của người Tây Nguyên chưa? Dạ rồi. Ví dụ? Chóc, chi, đầy dân tộc. Ồ, quá giỏi. Ủa, cái đó là con được học ở lớp hay là con xem tivi, con tìm hiểu bên ngoài? Con xem tivi tìm hiểu bên ngoài. Quá hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong kia và tìm hiểu thêm những nét độc đáo của người Tây Nguyên. Xin mời. Ở đây là chúng ta sẽ có một không gian Tây Nguyên. Đấy, rất là gần thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà có đầy đủ những nét rất đặc trưng. Từ những cây lớn tuổi này, gọi là cây cổ thụ lâu năm. Và kia là cái gì? Đố hai bé biết. Cái gì? Cái gì? Đã được đánh chiêng rồi chưa? Dạ rồi. Thế à, có giống như này không? Dạ giống. Ồ, nghe thích không? Có à? Thế rồi, chú bế lên cho đánh nhá, thử xem nhá. Yo. Siêu quá. Rồi, mình vào kia ha. Cổng chiêng là trông như vậy. Ở đây là cũng có những cái mô hình và cả những cái ngôi nhà nữa, được làm theo phong cách của đồng bào Tây Nguyên. Đó, không gian rất rộng rãi. Chú hỏi nhá, vừa nãy hai con đánh thử cổng chiêng rồi, thì hai con nghĩ là bây giờ bày ra một dàn cổng chiêng với đầy đủ những cái nốt thăng, nốt trầm, có đánh được bản nhạc không? Dạ được. Thế con có biết là cái tiếng thanh, tiếng trầm của cổng chiêng nó phụ thuộc vào yếu tố gì không? Không. Không à? Đó là yếu tố về kích thước. Kích thước càng bé thì tiếng càng thanh. Đấy. Và ngoài ra đây được coi là một trong những nhạc cụ nguyên thủy nhất mà chúng ta được biết tới. Nó giữ được rất nhiều những nét tinh hoa của các nền văn hóa. Đó là lý do mà vì sao bây giờ cổng chiêng đang được lưu giữ và được phát triển ở rất nhiều nơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái điểm đặc biệt khác, đó là trang phục. À, anh chị thấy trang phục của đồng bào Tây Nguyên ấy, nó có những nét gì độc đáo, ấn tượng? Nhiều sắc màu. Đúng rồi. Sắc màu rực rỡ. Những cái hoa văn trên cái đầu của đồng bào cũng thấy cũng lạ. Đúng ạ, dạ. Mà tất cả đều là thủ công. Chứng tỏ là rất công phu. Chưa kể ở bên trên còn có những cái gọi là ẩn ý đấy. Những cái họa tiết mà nhiều khi mình phải tìm hiểu kỹ mình mới thấy hay, chưa nhìn qua cũng chỉ là thấy đẹp mà thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một trải nghiệm dành cho các thành viên của gia đình. Nhưng mà chắc là mình phải chia đội cái nhỉ? Để lát nữa mình có thi hay là mình có tranh tài gì thì còn có phân định thắng thua. Nhìn là biết rồi. Vào không? Rồi. Yeah. Hôm nay hai ba con còn mặc đồ đôi nữa. Yeah. Màu vàng mới chịu. Yeah. Ai thắng nha. Rồi, thế thì bây giờ nhá. Trong khu vực này có rất nhiều ngôi nhà mà mô phỏng theo phong cách của đồng bào Tây Nguyên. Nhưng mà có một ngôi nhà đặc biệt, đó là nhà rồng. Bị bật mí mất rồi. Đó, nhà rồng. Và bên trong đấy sẽ có một món quà nhỏ nhỏ. Ai tìm được nhanh nhất thì sẽ được quyền ưu tiên thời gian trong thử thách tiếp theo. Được không? Được. Rồi, thế thì bây giờ đi tìm nhá. 5 phút thôi nha. 5 phút thôi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách truy tìm kho báu dành cho hai đội của gia đình anh Trường và chị Hằng. 5 phút, 3, 2, 1, bắt đầu! Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào! Đúng rồi! Thua rồi! Điều! Thử thách này ấy là đây, nhanh, đây. Chưa chắc đã là thắng đâu mà đây. Phải tinh ý nữa! Đây! Đây, đây, qua đây, qua đây, qua đây! Thôi. Rồi! Rồi, tìm đi, xung quanh đây! Tìm nhanh nào, nhanh nào! Thấy chưa? Món quà đó nằm trong một cái gùi! Đây là ghế đầu tiên. Đâu là cái gùi? Cái gùi kìa. Cái gùi là thế nào? Hai đội tìm cái gùi. Tìm cái gùi. Kiếm một cái gùi giống vậy nữa. Rồi, mời đội mẹ xuống đây. Hay quá. Bố ơi, cố lên. Cái gùi đó là chỉ trong phạm vi nhà rông thôi. Mình tìm tỉ mỉ từng chút một sẽ thấy. Cố lên, cố vàng, cố lên. Tìm dưới sàn không thấy thì mình ngó lên xà nhà. Em đi đoạn sân. Rồi, rồi. Đi đoạn. Ôi,
đội áo vàng cố lên. Con này cái gùi to lắm, nó không có dưới bàn đâu. Đi tè à. Đi đội áo vàng cố lên. Đó rồi, kìa. Ơ kìa. Rồi, hay quá. Sau bao nhiêu vất vả, gian truân và nỗ lực, cuối cùng đội áo vàng đã tìm được cái gùi. Lúc đầu đội của bố rất nhanh, di chuyển như ánh sáng. Nhưng mà cũng không hiểu vì sao lại tìm đồ sau cùng hả anh? Cái này khó quá, cái này giấu thuốc trên cao luôn, tìm hoài không ra luôn á. Nhưng mà cuối cùng cũng tìm được đúng không con? Rồi, thế bây giờ ưu tiên đội thắng đi. Xem quà mình là món gì. Wow, một bộ đồ. Thích nha. Thích không? Rồi, con ướm thử lên người xem nó có vừa không. Cũng màu đỏ nhá. Rồi, ướm thử xem vừa không. Vừa. Thôi tốt nhất là con vào con thử luôn đi. Con mặc luôn đi. Đấy nè. Vừa hay là chật mình còn tính sau. Rồi, mời cả nhà. Rồi, cho chú hỏi hai bé là bây giờ mặc bộ đồ của đồng bào Tây Nguyên rồi thấy cảm giác thế nào? Dễ chịu không? Dễ chịu. Thoải mái không? Thoải mái. Con thấy khác so với việc mình mặc bộ đồ thường ngày ở nhà thế nào? Nó lộng lẫy, đẹp hơn. Ôi, đúng là công chúa nhỉ? Phải lộng lẫy, phải đẹp, phải chịu. Con thì sao? Đẹp không? Thấy đẹp không? Con có xem con thích nhất là cái gì ở trên chiếc áo này? Những vẫy, cái vẫy. Cái vẩy kim tuyến đúng không? Dạ. Lóng lánh đúng không? Dạ. Đấy, thì chú tiết lộ qua một bí mật nhá. Tức là ấy, khi mà chúng ta nhìn vào trang phục, chúng ta cũng sẽ phần nào biết được gọi là nguồn gốc hay là xuất xứ của một dân tộc, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có một cái hoạt động rất đời sống của đồng bào Tây Nguyên, đó là đội chu để mà lấy nước. Thì thường là mọi người sẽ lấy nước ở sông, ở suối, mà nước thì rất là quý. Đâm ra là hôm nay chúng ta sẽ thử thách xem là đội chu lấy nước có khó hay không. Ở đây là vạch bắt đầu, xuất phát. Phía kia là vạch đích, gần cây tre kìa. Đó, đội cái chu bé này lên, đi. Đấy. Đi đây, ra đó, chưa? Được. Từ đó ra đây, đội nào mà để rớt nhiều nước, đó thua. Đấm lên. Từ từ, chuẩn bị, từ, chưa, bắt đầu một cái là mình mới thi. Nhá. Rồi, sẵn sàng chưa, từ, sẵn sàng chưa? Chưa, gì hết, giỡn lên rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thank you.
rồi, cầm mấy cây. Rồi, bây cục lại trên đầu. Đưa đây, đưa đây. Ô, thử thách này là dành cho gia đình mà mình tham gia là mình cũng phải được ăn gà ấy nhỉ? Chắc lẽ mình là không công mà. Chú sẽ cho chú một miếng, yên tâm. Chú không bao giờ mất hồn. Lát nữa là MC được hẳn phao câu với Âu Cánh. Anh em người chưa nói rồi, nhất phao câu nhì Âu Cánh. Đã ăn luôn cả con luôn rồi, còn gì nữa. Từ từ, mình cứ cho mình phải bỏ cái này trước. Đúng rồi, mình bỏ cái than kia ra, mình cho cái này vào trước. Rồi mình mới bỏ than đấy vào. Cơm lam mình chuẩn bị nhá, là mình để xung quanh đấy. Rồi đưa cái than kia đây. Rồi, cái than kia cho vào nhá. Ô, thật cẩn thận nào, thật cẩn thận. Rồi. Khó không xích ra con. Mình lấy một que mình dàn đều ra. Cái này là để ngang đâu có cắm được. À, mình cắm xuống chị, mình cắm xuống. Cắm này xuống, cắm đầu này xuống. Đó, anh biết nào cũng kiếm. Cắm đấy, cắm đi. Chút xíu nó lửa nó phừng lên. Tới tối chưa được ăn nữa. Rồi, dùng cái mẹ này quạt, cho lửa cháy to lên. Đấy. Tình hình là chắc mình nhổ con gà đi. Chứ em thấy cái gì nó không được đúng như vậy là không lấy nào ăn được. Rồi, mình nhổ ra mình cắm chéo đúng rồi. Đây. Cẩn thận nha, coi chừng. Đây, bây giờ muốn dễ chín nhanh nha. Đây để muốn chín nhanh nha, em chỉ đây, mình sẽ dùng cái này. Đây. Đấy. Đấy. Lấy cái lấy kém. Đây, cái này. Em lấy cái nửa nó giạt cái này ra nè. Ở cổng đi. Kém rồi. Cầm, một người cầm. Cơm lam nữa, mình cho cơm lam vào. Cơm đâu, đâu. Cơm đâu. Đây. Trời ơi, ôm luôn lấy gì ăn. Cơm lại. Đó, mình dựa vào cái que đấy, đó. Từ. Quên kia cho hơi cháy. Đó, một cái. Dựa vào như cái que đấy. Không dưỡng gà thôi, khỏi ăn luôn con gà nè. Đổ nước ra bây giờ. Chữa vô, giữ đâu đó. Không được. Ba bèo quá. Quá đó, chị quạt cho. Trong dưới ẩm thực tế, thường cũng câu rất nhiều kỳ chiên, tam xào từ nấu. Ở đây ấy, nó là một nướng trên năm hoa. Nói là quá tuyệt vời. Chân nào mới chín rồi. Rồi, tập trung nướng chín là xoay. Ôi, đổ ba. Xoay, đó. Đấy. Bao quanh miếng thịt gà. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn không? Dạ. Cố lên, sẽ được ăn. Cái này gọi là thịt nướng kim sông quát, khói. Quát. Ba quát. Đây. Mẹ dẫn. Mẹ nướng cho. Chú Tùng ngồi đó đi, ủng hộ chúc chú Tùng sẽ được một cái cánh. Chú Tùng đưa hẳn một cái cánh. Cho chú Tùng hẳn một cái cánh luôn. Cho hai bé chọn trước, hai bé sẽ ăn cái gì? Con ăn cái đùi. Có làm được gì không mà ăn đùi? Có. Quát, được gì? Quát đi, chắc mẹ cho cái đùi. Quát mạnh lên. Còn ba không làm được gì hết, cho ba cái gì? Ba cái phần cuối cùng. Ăn gì? Ba xí kẽm rồi ba phụ. Dạ, cho ba uống nước mắm. Gấp than rồi, quạt than thôi. Mình sẽ ăn gà thôi. Chuối dặn không? Ở nhà là chị có hay làm gà nướng gì? Ôi cái đó đâu, đừng. Cái bự. Rồi, cái bự. Nướng làm sao cho nó phải hơi. Đừng có thảy, con để đàng hoàng vô, thảy nó. Thôi, được rồi. Quát. Chín ấy, chín lửa. Mà thơm luôn ấy. Lửa nó bay qua là chín. Bà phải công nhận là kỹ thuật nướng của nhà mình nhất siêu. Gà này không phải gà nướng đâu mà gà nướng kiêm gà sông khói. Bởi vì không chỉ có lửa mà còn có rất nhiều khói. Wow, gà ngon quá, chín chưa, được chưa? Yeah. Yeah. Mình ăn được chưa? Yeah. Đây, để trọng tài xem đây. Xét. Chú Tùng thấy hấp dẫn không? Vàng, thơm không? Vàng. Má, chị nướng khéo ha. Nướng không bị xém. Rất là đều. Nướng than này rất là ngon. Rồi, thế thì cơm lam được chưa nhỉ? Mình bới ra xem cơm lam được chưa? Gà mà được rồi, chắc cơm lam được rồi đấy. Cơm lam đây. Rồi, cơm lam đã xong, gà cũng xong. Thì bây giờ mình vào kia, mình ăn ngay cho nóng cả nhà nhá. Rồi. Đây, ngon chưa? Cơm lam là phải như vậy mới đúng chuẩn. Ăn lát nữa mình chấm với muối vừng, ăn cực ngon. Chú Tùng thấy là nướng con gà hấp dẫn không? Hay quá. Đấy. Chị Hằng nướng rất khéo. Thế bây giờ mình háo quá nhỉ? Chứ. Đây. Kéo con gà ra. Xong. Đây, để mẹ xé cho. Tôi có thích chọn cái đùi này. Tao chọn cái đùi này. Nhưng mà chú thấy cái đùi này ngon hơn cái đùi này ấy. Rồi, nhà mình thắng là mình phải ăn trước. Đúng không? Dạ. Thế bây giờ trong lúc đợi mẹ Hằng xé con gà ra, chú hỏi con biết là mình đang ngủ ở đâu không? Trong nhà.
Nhà rông. Theo anh thì nhà rông có ý nghĩa thế nào? Mình cũng không rành, nhưng mà nhà rông chắc mình nghĩ là có thể là giống như giống như trưởng làng đầu, người ta nói chuyện với lại dân làng hay trong cái nhà rông. Cũng ngày hội người ta họp mặt là dân làng, ví dụ như có một ngày lễ gì đó. Mà phải nói những vị khách nào mà được tiếp đón ở nhà rông là phải cách cực quý ấy. Mà chưa kể là nhà rông có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng, trải nghiệm thực tế luôn. Vừa nãy là cái bếp ngay nhà rông đúng không? Bây giờ ngồi trên nhà rông ăn con gà xa lửa này xem nó có khác gì so với việc mình ăn ở nhà không nhá. Dạ. Rồi, mời anh chị, mời hai bé. Đây nè, chú Tung nè, thưởng thức nè, thử chị nướng con gà có ngon không? Rồi, cái đuôi của con đâu? Nó đã biến mất rồi. Đây, mình sẽ cho. Rồi, mời cả nhà. Đây, cái này là chia ra. Đây, mời mẹ. À đây, tách như thế này. Chia nha, chia ra nha. Rồi. Chia ra con. Làm dở mà ăn nhịn. Đây, chào con. Ha, hi ha. Ừ. Hey. Này là không phải lúc nào mình có dịp ăn đâu nhá. Đúng vậy. Đặc biệt lắm ấy. Đặc biệt lắm ấy. Chúc cơm. Rồi, mời anh chị ăn thử. Dạ, dạ, cảm ơn. Cơm lam. Đó, gà nó phải mềm như này. Cảm ơn chị. Chấm thử cái này nha. Mà hay ha. Đợt này cũng sắp vào hè rồi, trời rất là nóng bức. Nhưng mà thứ nhất là mình ngồi trong nhà rông thì bản thân đã là mát rồi. Hôm nay là còn mưa lất phất nữa, quá tuyệt vời. Mình đây không bao giờ khác, không có chỗ nào khác đâu. Mẹ nướng mà. Hoặc là bao nhiêu phần khác nó vào hết phần tre rồi. Vậy là hôm nay chúng ta cũng đã trải nghiệm một món ăn rất đặc biệt của đồng bào Tây Nguyên. Đó là món gà xa lửa bên cạnh cơm lam. Thực ra cũng dễ làm thôi, vấn đề là chúng ta trau chuốt trong cái việc là chuẩn bị cũng như là sơ chế thực phẩm. Mọi thứ nó đơn giản vô cùng. Hôm nay gia đình đã hoàn thành thử thách và có được một bữa cơm rất là ngon. Anh về chắc là cũng vậy ý chị nhỉ? Dạ. Tuần mình cũng đầu tư. Đấy, đầu tư để làm sao có bữa ăn dân dã, thơm ngon. Nhất định rồi. Dạ. Lần này chị về chị sẽ cho nướng cho cả nhà. Vâng, cảm ơn các thành viên trong gia đình đã tham gia vào chương trình. Đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị, xin chào.